Một chương trình hoàn toàn mới lên sóng VTV và VTV Go. Chính gương mặt người dẫn vừa quen vừa lạ. Nơi check ba những chương trình hấp dẫn được yêu thích của VTV. Những thông tin mà xã hội đang quan tâm. Cùng phê với những bộ phim VSC khán giả yêu thích nhất. Vui vẻ. Hài hước. Thú vị. Đầy cảm xúc. Hãy cùng chúng tôi lướt trên VTV Go. Bắt đầu từ 14 tháng 8 trên VTV3 và VTV Go. Có đang ở bất cứ đâu thì chỉ cần trước mặt quý vị có một chiếc TV, hoặc trên tay có một chiếc điện thoại, máy tính bảng. Tất cả những thiết bị thông minh đều có thể kết nối quý vị với chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng đã lên sóng VTV. Quý vị đang đến với Lướt trên VTV Go. Chúng tôi sẽ ngồi đây để cùng với quý vị khán giả xem lại những khoảnh khắc rất là thú vị, rất là đáng nhớ trên các kênh sóng của VTV. Chúng tôi sẽ chào hàng những chương trình nào hay, những bộ phim thú vị nào của VTV. Đừng quên theo dõi Lướt trên VTV Go vào lúc 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3 và ứng dụng VTV Go.